ăn chung với mình nha. Đặc biệt là mình ăn tép nha. Tép này mắm đặc sản của Ba Làng Thanh Hóa nha. Đó, mình cho đường với chanh vô thêm nha. Ngò gai với ngò gí nè, ớt. Đây, bún khế dưa leo, rau thơm, đó. Thịt luộc. Cho ngò đi, đó. Rau này rau nhà, tất cả là rau nhà mình hết trơn nha mấy bạn. Gói lại nha. Hấp dẫn he. Xin mời. Khế dưa leo, bún, rau thơm, cá, giờ mình xé miếng cá nha. Cá này sáng mình cúng vào mùng 2. Chung miếng thịt luộc luôn nha. Đó, cho nó béo, có thịt có mỡ nó mới béo mấy bạn. Chấm ngập lên gì nè. Ngon. Mình nêm đường nhiều nha, chanh nhiều mới ngon nha. Mắm xứ này nó mặn hơn xứ mình nữa. Thịt luộc mình cuốn lại nên mình luộc á, béo quá. Quá cuốn nha các tình yêu. Muốn thịt béo bở, miếng cá cá nướng nó thơm lắm, trong những bún luôn đi, trưa nay mình không ăn cơm. Ở miếng nó bự quá, khế vào chua chua. Đó, cho nó chảy xuống vậy nè, mới hấp dẫn. Bông cúng với ngay rồi, ngon quá, có người rồi. Này mấy bạn không có lá này mấy bạn có bánh tráng được không, nhưng mình không có bánh tráng. Dưa leo khế nè thì nó có độ chua. Ngò gí cho nó khôm đó, gắp cá, ngò gai cán chút chút. Rồi múc chế lên. Đủ chất lượng chưa? Ngon quá. Bye bye các tình yêu nha. Oh la la.